À, xin chào các anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị những cái thao tác cơ bản khi mình sử dụng cái kênh bán phòng agoda.com. Thì đầu tiên để mình đăng nhập vào đường agoda.com thì mình sẽ vào cái đường link đó là ics.agoda.com ở đây. Và tiếp theo mình sẽ nhập cái tên đăng nhập và cái mật khẩu của mình và mình bấm login. Sau khi mình đăng nhập vào xong á, thì nếu mà trường hợp anh chị muốn sử dụng bảng tiếng Việt á, thì mình có thể thao tác như sau. Tại cái phần cạnh bên cái mã số khách sạn với cái tên khách sạn này, mình bấm ở đây sẽ có một cái biểu tượng là lá cờ. Bấm trực tiếp vào biểu tượng lá cờ, sau đó mình chọn cái biểu tượng lá cờ của Việt Nam và có kèm là tiếng Việt này. Bấm Set Language. Thì lập tức hệ thống sẽ thể hiện cho mình là cái giao diện là tiếng Việt. Và ở trong đây thì ở cái màn hình đầu tiên này mình sẽ có những cái thông tin cần lưu ý. Đó chính là đầu tiên là cái mã khách sạn của bên mình. Và mình luôn luôn phải nhớ cái mã khách sạn này trước khi mà mình muốn gọi cho đội support của Agoda như thế nào. Thì mình phải cung cấp được cái mã khách sạn này để họ tìm ra và họ hỗ trợ cho mình nhanh nhất. Em sẽ hướng dẫn mình đầu tiên về cái thao tác đóng phòng, mở phòng trên Agoda. Thì để thực hiện cái thao tác này mình sẽ vào cái mục là giá cả và lại số phòng. Tại đây mình sẽ bấm View. Như anh chị mình có thể thấy là hiện tại trong sau khi mà bàn giao tài khoản Agoda cho mình đó, thì bên công ty em sẽ tiến hành khóa tất cả các phòng lại. Và nếu anh chị muốn mở phòng để bán thì anh chị mình phải trực tiếp thao tác. Để thao tác mở phòng đó, thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ mở từng loại phòng một. Và cách thứ hai là mình sẽ mở tất cả các loại phòng cùng một lúc. Đầu tiên, hiện tại mình thấy cái loại phòng đang chuẩn bị mở đây chính là phòng tiêu chuẩn giường đôi. Thì mình sẽ bấm trực tiếp vào một cái ô bất kỳ ở đây. Em ví dụ em bấm vào cái ô ngày 6 tháng 9. Thì ở đây nó sẽ cho mình chọn cái khoảng thời gian nào mà mình muốn mở phòng. Ví dụ mình sẽ mở từ ngày 6 tháng 9 này tới thời điểm là 6 tháng 10 chẳng hạn. Thì mình muốn mở phòng ở đây chỗ phòng trống này, hiện tại nó đang bật qua màu đỏ, có nghĩa là nó đang đóng phòng lại. Mình sẽ bật nó qua lại màu xanh. Và trong trường hợp mình muốn cập nhật cái số phòng á, thì mình sẽ bấm trực tiếp ở đây. Ví dụ là 6 hay 5 hay 4 thì mình sẽ bấm trực tiếp ở đây. Và mình sẽ bỏ tất cả các chính sách giá của mình ra. Ví dụ cái giá của mình đang bán là 575.000. Hoặc là mình muốn cập nhật cái chính sách giá khác. Ví dụ mình muốn bán với lại một cái giá cao hơn 675.000 thì mình sẽ cập nhật ở đây là 675.000. Và ngoài ra ở bên đây nó sẽ có một cái phần đó chính là nâng cao. Thì trong phần nâng cao này sẽ cho phép mình cài đặt những gì? Nó sẽ cho phép mình cài đặt về các cái thông tin như sau. Thông tin quan trọng nhất trong này là mình có thể cài đặt về số ngày tối thiểu. Số ngày tối thiểu này có nghĩa là trong một cái khoảng thời gian nào đó mà mình quy định số ngày tối thiểu. Ví dụ em quy định số ngày tối thiểu ở đây đang là 3. Thì trong cái khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 9 tới ngày 6 tháng 10, những khách nào muốn đặt phòng tại khách sạn mình thì phải đặt tối thiểu là 3 đêm thì cái đặt phòng nó mới được nhận. Trường hợp này mình sẽ sử dụng khi những ngày mà lễ hội hay là những ngày cuối tuần á, mình ví dụ những ngày lễ được nghỉ 4 ngày, 5 ngày thì thường sẽ có những khách họ sẽ mong muốn đặt 3 4 ngày để họ ở bên khách sạn mình. Tuy nhiên cũng có những khách họ chỉ đặt 1 ngày thôi. Thì trong khi là khách muốn đặt dài ngày thì chưa kịp đặt mà khách đặt một ngày họ đã đặt trước rồi, dẫn đến tình trạng là có một ngày thì mình rất là đông, còn hai ngày còn lại thì mình sẽ không có khách, hoặc là mình chỉ chờ đón khách vãng lai thôi. Thì để tránh cái tình trạng đó mình sẽ cài đặt cái số ngày tối thiểu ở đây. Còn cái số ngày tối đa là có nghĩa là cái số ngày mà mình cho phép khách đặt phòng tối đa bên mình là được ở bao nhiêu lâu thì mình sẽ cài đặt cái số ngày tối đa đó. Và sau khi mình cài đặt những thông tin này xong, mình sẽ bấm lưu lại ở đây giùm em. Ví dụ em bấm đây là lưu lại thì nó sẽ hiển thị là đã cập nhật. Và trong cái khoản này khi mà hệ thống nó mở thế này có nghĩa là nó đã chấp nhận cho mình đăng bán phòng. Ngoài ra mình cũng có một cách khác để mình chỉnh tất cả các loại phòng, đó chính là mình chọn ở phần loại phòng, mình chọn loại on room. Thì có nghĩa là mình sẽ mở tất cả các loại phòng cùng một lúc. Mình cũng ấn vào cái ô bất kỳ ở đây và mình sẽ chọn cái khoảng thời gian ví dụ từ 6 tháng 9 tới ngày 6 tháng 10. Và ở đây nó sẽ hiển thị ra những cái phòng mình đã chọn nè. Ví dụ là phòng delete là mình muốn mở thì mình bật qua. Phòng delete giường đôi mình muốn mở thì mình bật qua.
Và lưu ý là mình phải mở luôn cả những chính sách giá của nó nha. Sau đó mình bấm lưu lại thì tất cả các phòng sẽ được mở ra cùng một lúc. Đó là về thao tác mình sẽ đóng mở phòng ở trong đây. Và trong trường hợp mà mình muốn thêm loại phòng thì sao? Trong trường hợp mình muốn thêm loại phòng thì mình sẽ vào cái phần cài đặt phòng ở đây. Mình sẽ thêm cái loại phòng mới vào, cũng như là mình sẽ điều chỉnh những cái loại phòng mà hiện tại đang có. Trong trường hợp mình muốn kiểm tra lại những cái loại phòng này hiện tại có đang cài đặt đúng hay không thì mình bấm vào trực tiếp từng ô một. Và ở đây nó có nè, tên phòng, số lượng của phòng đó, giá tối thiểu của mình bán là bao nhiêu và số khách, cũng như là số giường phụ, cái phòng đó sẽ có giường phụ hay không thì mình sẽ cài đặt ở đây. Và thông tin về giá niêm yết thì mình sẽ cài đặt vô, sau đó mình bấm lưu lại giùm em. Còn trong trường hợp mà mình muốn thêm loại phòng á, thì mình sẽ ấn ở cái ô đây, phần màu cam, thêm phòng. Thêm phòng thì mình cũng cài đặt tương tự như cách mình kiểm tra những thông tin về loại phòng thôi. Mình sẽ thêm là ví dụ tên phòng là tên gì, rồi mình sẽ được cài đặt. Tại vì ở trên đây nó sẽ cho là khi mình chọn cái tên phòng ở trên đây á, thì là những cái tên phòng mà Agoda họ đã quy định sẵn rồi. Còn trong trường hợp mình chọn ở đây xong nhưng mà mình muốn thêm một cái tên khác để cho mình dễ nhận biết thì mình sẽ thao tác bằng cách mình gõ trực tiếp vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cái tên mà cho mình dễ nhận biết nhất. Và cái số khách, lưu ý là luôn luôn phải cài đặt cái số khách này đúng. Và số giường phụ, ví dụ phòng đó mình có cho giường phụ thì mình sẽ thêm vào. Và đây là giá niêm yết của mình là bao nhiêu, ví dụ là 3,5 triệu thì mình nhập ở đây và mình bấm lưu lại giùm em. Đó là về cái thao tác để mình kiểm tra số lượng phòng cũng như là cài đặt về các cái loại phòng mới. Ngoài ra mình cũng có thể cài đặt thêm một số cái, ví dụ như là mình sẽ xem được cái hồ sơ khách sạn của mình là bao gồm những cái thông tin khách sạn của mình sẽ xem tại đây. Và ví dụ như mình muốn xem mức hoa hồng hiện tại đang phải trả cho Agoda là bao nhiêu thì mình sẽ bấm vào hoa hồng này, thường nó sẽ là 20%. À, như anh chị em có thể thấy đây là mức hoa hồng hiện tại mình phải trả là 20%. Ngoài ra mình cũng xem được những cái hợp đồng mình đã ký với Agoda, hợp đồng nó sẽ nằm ở phần contract này, mình sẽ xem được. Và những cái thông tin liên hệ của khách sạn của bên mình với Agoda thì nó sẽ nằm trong phần contact này, thì anh chị mình sẽ vào đây để xem lại. Ngoài ra ở trong đây nếu mà mình muốn update thêm những cái hình ảnh của khách sạn thì mình sẽ vào cái phần content, sau đó mình vào phần photo ở đây để mình update thêm những cái hình ảnh của khách sạn của mình. Tại vì hình ảnh khách sạn nó cũng rất là quan trọng. Khách thường họ đặt phòng đó, thì họ chưa bao giờ đến khách sạn của mình, chủ yếu là họ sẽ xem về những cái ảnh của khách sạn của mình thì họ dựa trên đó để họ đặt phòng là nhiều. Cho nên là khi mình lưu ý là mình update ảnh lên các trang nè, thì mình phải update một những cái ảnh nó là có những cái ảnh nó chụp mà có dung lượng lớn để nó rõ nét và nó đẹp thì khách sẽ tăng cái tỷ lệ đặt phòng của khách hơn. Ngoài ra mình cũng có thể tạo những cái chính sách khuyến mãi trên Agoda. Ví dụ như trong phần quản lý này, mình có cái phần khuyến mãi. Khi mình tạo cái chính sách khuyến mãi này thì mình sẽ ấn vào cái phần tạo khuyến mãi mới. Khi mình tạo khuyến mãi mới nó sẽ show ra cho mình nhiều cái lựa chọn, nhiều cái mẫu khuyến mãi. Ví dụ như bây giờ ở đây có khuyến mãi tùy chọn này, khuyến mãi ưu đãi đặt sớm, hay là mình sẽ khuyến mãi đặt phòng giờ chót. Ví dụ em là chọn một loại khuyến mãi đặt phòng giờ chót. Sau đó mình xác nhận loại khuyến mãi. Thì lúc đó mình sẽ chọn những cái mục ở trong đây được quy định sẵn, ví dụ là mình có kèm cái khuyến mãi này với lại những cái khuyến mãi khác hay không thì mình sẽ tích vào cái ô này, hay là cái khách phải đặt tối đa bao nhiêu ngày, đặt trước tối đa bao nhiêu ngày để được hưởng cái khuyến mãi này thì mình sẽ chỉnh sửa ngày ở đây. Và cái thời gian mà khách có thể đến lưu trú tại khách sạn của bên mình là thời gian từ ngày nào đến ngày nào mình chọn ở đây, và cụ thể cái khuyến mãi của mình sẽ là giảm giá bao nhiêu phần trăm cho cái loại khuyến mãi này. Sau khi mà mình đã chọn xong những thông tin này thì mình sẽ ấn vào cái phần tạo khuyến mãi ở đây. Thì cái khuyến mãi này lập tức nó sẽ được áp dụng ở trên các kênh cho mình, trên kênh Agoda cho mình.
Đó là những cái thao tác cơ bản về đóng mở phòng cũng như là khóa phòng, rồi tạo thêm loại phòng mới cũng như là tạo thêm những cái chính sách khuyến mãi. Thì trong quá trình mình sử dụng thì mình có thắc mắc gì á, mình có thể liên hệ trực tiếp với lại Agoda qua các cái địa chỉ email mà Agoda họ sẽ gửi email để thông báo cho mình khi mà tài khoản của mình đã được like. Thì cảm ơn anh chị đã xem cái video này. Chúc khách sạn của anh chị luôn luôn đông khách. Xin cảm ơn ạ.